biết đêm nay là một cái đêm mà không ngủ. Anh Phúc ơi, mình ngọt môi môi đi. Lady and gentlemen, đêm nay thì em lên ghế rồi. Vitalis Hoàng Vũ và Kayon Đình Toàn không ngủ. Bởi vì hai ca sĩ chúng tôi mời từ Mỹ sang rồi. Thế Đăng và Canada là Mỹ Vân khác hoài không dứt. Bị ngọt đôi môi. Bị ngọt đôi môi. Phi Phạm ơi. Quá hay luôn. Mời chị. Sau ca năm lũ nha. Cái lạc.